thì ra là cũng có tí quá ấy hả? À, hoài nhớ. Giới thiệu anh em, đây là em Khánh Hải Dương nhá. Cũng sắp sửa thành nghề rồi. Anh em có nhu cầu ăn lần quay ở khu vực Tứ Kỳ Hải Dương thì liên hệ nhá. Sắp tới sẽ có đặt lại Tứ Kỳ Hải Dương. Ngã ba gì ạ? Ngã ba sao à? Ngã ba Văn. Bia hơi Thùy Ninh. Đấy, ông chủ trẻ và chú lợn quay.